Một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát ngay tại trung tâm văn hóa lịch sử Somerset House ở trung tâm London của nước Anh, khiến cho giới chức phải huy động lực lượng lớn lính cứu hỏa và xe chữa cháy để ứng phó. Tính đến hiện tại thì đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên tòa nhà vẫn đang phải đóng cửa để lực lượng chức năng mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ cháy. Các hình ảnh và video phát trên mạng xã hội cho thấy lửa và khói bốc lên trên nóc tòa nhà. Theo ban quản lý Somerset House, đám cháy bùng phát ở cánh phía Tây, nơi chủ yếu bao gồm các văn phòng và cơ sở vật chất, và không có tác phẩm nghệ thuật nào ở khu vực này. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được làm rõ. Còn quá sớm để xác định được hiện trạng của tòa nhà sau vụ cháy, nhưng tôi nghĩ rằng nhờ sự phối hợp của các lực lượng phản ứng khẩn cấp, tôi tin rằng thiệt hại chỉ xảy ra ở một phần nhỏ của tòa nhà. Và trong khi cuộc điều tra được tiến hành, Somerset House sẽ vẫn đóng cửa đối với công chúng cho đến khi có thông báo mới.